Lô lô lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải Nam ơi. Và ngày hôm nay thì Khải đã tìm cho mình đủ được set 5 hành sau khoảng 7 ngày bông tẩu giang hồ anh em ơi. Và bây giờ thì Khải sẽ lên đảo và tẩy mang set 5 hành nha anh em. Chung là với set này thì cũng vài trăm nghìn thôi anh em ơi. Rồi thốn ở chỗ đó tiền tại tỷ anh em ơi. À tại tỷ thốn quá, tốn 6 cục tinh thần bảo thật là tương đương là gần 3 kim nguyên bảo, là nói chung là khoảng 200 nghìn Việt Nam đồng một lần tẩy anh em ơi. Nhưng mà mình được hỗ trợ code này là được free 2 viên tinh hồng rồi. Bây giờ mình sẽ mua thêm 4 viên tinh hồng tốn bằng xu nữa nè. Đồ đạc đây. 4 viên tinh hồng tốn bằng xu nữa. Và chắc chắn set set kim phong này sẽ vứt nè mày. Hết hạn rồi nè mày. Cây vũ khí đây. Đây nè mày. Cây vũ khí đây. Rồi. Ok. 4 viên tinh hồng bảo thạch nè. Trung bình là một lần tải sẽ tốn khoảng 200 nghìn nữa mà, 200 nghìn một lần tải. Chứ tầm này thì Khải cũng đủ tương đối, đủ chơi là cũng lên đảo sớm, đỡ lên sỉnh đồ đánh thôi mà. Dạo này hôm qua anh em thấy đánh tống kim cũng quá trời người toàn nhỏ đang thôi. Mà nó kiểu nó toàn mặc áo của hồ 40 năm chiều khi mình chơi không nói mà, đánh không lại nó nè mà. Này mình phải quyết tâm lên sỉnh đồ mình mới được. Ok. Đúng rồi, tốn nhưng đáng đâu, nhìn đẹp đúng không? Rồi hôm nay sẵn tiện cấp 86 rồi lên đầu tên luôn nha em ơi. Ăn này được trước phải mua 2,5 triệu đâu mà cũng tương đối, ngày hôm nay là 2 ngày rồi. Ok, lên đảo luôn, cấp 86 mới có quyền đổi tên nha em ơi. Rồi bây giờ anh em chúng ta cùng đổi tên. Ok, không cần xuất sơn đâu mày. Đâu rồi? Đổi tên nhân vật Di Khải. Ok, là Khải về xe bậc cũ, Khải lấy cái tên cũ của Khải như nè. Nêu lên tới Khải về xe bậc cũ, Khải lấy cái tên Di Khải cũ nha mọi người. Quay về xe bờ đầu tím, lấy tên Di Khải thôi. Võ Lâm, ếch Võ Lâm đâu. Đây rồi. Không biết bán được gì không đây. Hôm trước là Khải ngồi mớ đồ, không biết bán được gì không. Di Khải. À bên này được máy kim rồi nè mẹ. Ok, rồi cả tên rồi nè mày, đây. Tên này là tên xe vật cũ nha nè. Lấy Khải thấy lấy thêm cái ký tự nữa được đấy. Ký tự huyền thoại của mình đâu, đây rồi. Rồi. Cái tên này chắc chắn không bao giờ đụng hàng rồi nè mày, không có dính ai đó. Chắc chắn sẽ đổi được. Ok, đẹp chưa? Di Khải cái mình chuẩn cho anh em, chuẩn men chưa? Quá đẹp trời. Ok, sau vừa đổi bây giờ chúng ta sẽ dùng 3 viên thì tên lên đảo đổi tên được, được nha nhân hồ ơi. Cứ có quyền lên đảo đổi tên được nha. Cứ có quyền lên đảo đổi tên được nha. Ở chết mày. Mình chưa tới mà. Ôi. Vậy là mình phải tới thêm kỹ năng nữa. Vái đạn nha. À kỹ năng tầm này cũng được rồi nè, tầm này kỹ năng tầm này cũng được rồi. Không bằng lên đảo kỹ năng nữa mày. Tầm này lên một cấp nữa tăng vào nó nữa là không sao. Ok, vẫn được. Không cần lên đảo nó thì không cần lên đảo bằng kỹ năng nào, kỹ năng tăng tương đối chuẩn rồi, chủ yếu lên cấp tăng thêm 2 điểm nữa là xong, là tuyệt vời. Cho anh em nhìn sơ qua nha, set đồ này cho anh em nhìn sơ qua nha. Set đồ này thì tương đối thì nó đang có lượng kháng như thế này nè mà, đó đây là set kim phong nè, set kim phong thì nói chung là khá là phèn nè mà. Đây thì nó được 50 chậm từ đại lưng và vũ khí 50 chậm nè, và lượng kháng như này không có chón. Thì Khải bây giờ Khải sẽ thay vào hiệu ứng tương đối là 30 chậm và lên 50 chón. Và cái ngọc bội Khải sẽ thay vào ngọc bội 30 sẽ được 80 chón nè mày. Rồi ok. Cái này mang này đỡ mặc đồ nè mày. Rồi nón này đầu tiên này thay vào lượng kháng hỏa nè. Bù vào kháng hỏa nè mày, tầm này đòn sẽ vào kháng hỏa nhiều lắm. Kháng hỏa có 8 quýnh không lại nè mày. Nè kháng hỏa 19-30 nè.
Kháng hỏa 15-20 nè. Gia chiền kim nè. Áo kim nè. Bao tay hỏa nè. Nhẫn kim trên nè. Nhẫn mọc dưới nè. Đai mọc nè. Dây mọc nè. Ngọc bôi thủy nè. Đó. Ôi trời. Đó. Kháng được 48 liền chứ. Ok chưa anh em? Đủ cái nó hồi 6 muốn đi ngoại trang mà không ngoại trang được anh em à. Xem vừa này chưa cho ngoại trang, chưa cho chức năng ngoại trang là không ngoại trang được anh em à. Rồi, bây giờ Khải sẽ tăng lượng máu và lại mana cho nó hợp lý nè mà. Thằng này chắc là tăng 46 nè mà. 4 sinh khí. 4 sinh khí, 3 6 nội công. Lượng máu chắc còn tầm 100 máu, 1k máu. Nội công mana chắc tầm 5k được nè mà. Thằng này máu giật lên là được, không cần thêm nhiều. Dồn máu thôi nè mà. Trời, máu được cái mấy nè. Được cái 2 không. Thôi. Máu tròn K2 rồi. Chung giả tương đối à. Thả lại một cái. Mana là 5k. Rồi. Đồ thì sinh lực, nội lực hơi hiếm nữa mà. Tầm này xem mới sinh lực, nội lực hơi hiếm nữa là. Như thế này gọi là tạm ổn rồi nè mà. Giờ đợi cứ nâng cấp, up cấp thì tăng vào tọa vọng nè. Tọa vọng tăng còn tầm 7 cho đến 9 điểm mà được. Trong hiện tại bây giờ là 7 điểm. Cái gì tăng thêm tính sau. Lượng máu, máu K2. Tầm K2. Ok. Máu K2 ok nè. Rồi. Máu 1k yếu lắm. K2 đi. Mana tầm này 5k là cao rồi. Tầm này nhờ vào bình máu ngũ hoa nè. Bung vào 5k là cao rồi. Rồi nói chung lượng kháng họ cao rồi. Với lại hiệu ứng ok rồi nè mày. Đó cho anh em xem sơ qua. Tổng sức đồ nè mày. Thì tổng số đồ Khải sẽ tăng lên hiệu ứng kháng này phải không? Kháng họ anh em ok chưa? Họ lên vèo vèo này không? Rồi, ít hôm Khải sẽ tháo cái ngọc bò này ra, Khải bù vào chỗ này là kháng họ chón 30. Chón 30 thì sẽ đặt mất 80 chón này mà, sẽ đặt mất 80 chón nha. Này 30 chón này kháng họ này, 20 chón kháng họ này. Kèm với cái ngọc bò kháng chón 30 nữa thì sinh lực cao nữa thì sẽ được 80 chón này mà. Đó, Khải đang mong là sẽ đặt 80 chón tại vì tầm này giờ đang khá là nhiều. Server từ đầu server giờ đang khá nhiều nha. Nên là 80 chón là hợp lý rồi. Với lại hiệu ứng 130 thì chuẩn rồi mà. Đồ này gọi tương đối tầm trung luôn mà. Nhẫn thì chưa có được nhẫn đẹp cả. Mang tạm. Đang nhẫn mọc cũng chưa có luôn. Nhẫn mọc cũng chưa có luôn. Đai thì cái đai này mà, đai. Đai kháng đô 12 sinh lực 120 21, cái đai này phải mua 700 xu. Nhẫn này đang nhẫn này tranh ra, bao tay này tranh ra. Nón này phải mua nón này phải mua như là kim. Vũ khí này phải mua 1 kim. Áo này phải mua 2 kim. Đồng server đó mày. Ngọc bò này Khải mua, vừa mua sớm 1 xu. Giày này Khải tranh ra, ngọc bò này tranh ra. Chung là tổng số đồ này khoảng tầm 5 kim nguyên bảo không ơi. 5 kim nguyên bảo thì đầu này, tầm này thì khoảng tầm vài trăm nghìn thôi mà. Khoảng tầm, nói chung là với giá 70 thì khoảng tầm 350.000 thôi mà. 350.000, đó. Chứ là, chứ tốn 200k tại tỷ nữa, tốn hết 500.000 lần này tại tỷ nữa mà. 500.000. Ôi rồi, ok. 500.000 cho lần tại tỷ này nha nè. Rồi, xuống đảo thôi nè. Này mà vô gia truyền kháng cả kim nữa đẹp nè mà. Vô truyền kháng cả kim nó được. Còn mang gia truyền mọc không được nè mà. Mang truyền mọc thì hai cái hiệu ứng chó không có. Nên là mình phải đi theo chuẩn vũ khí và đồ đạc. Nói chung đây là gọi là xích đồ phá hành thủy nè. Phá hành thủy, vũ khí thủy, phá hành. Rồi áo kim, gia truyền kim là chuẩn rồi. Rồi tiếp tục là phá hành ở đai lưng mọc. Và nhẫn mọc và giày mọc. Đó, lượng kháng lôi tăng lên. Nói chung tầm này là giỏ đan. Giờ đang thiên nhẫn nhiều thì mình đang đẩy về hướng kháng lôi và kháng hỏa nhiều. Đó đơn giản là thôi nè, nói nôm na thôi. Sau này mà có đồ đẹp hơn thì cũng vẫn như thế này, nhưng mà điều hiệu ứng kháng và sinh lực nó cao hơn thì mình sẽ lên đảo một lần nữa nha nè. Đó, nói nôm na như vậy thôi cho nên mình dễ hiểu. Cũng như là bao tay, mua được bao tay làm 140 thì sẽ lên đảo tính sau. Nói chung là đủ set đồ thì mới lên nữa. Còn set đồ này có thể nói là đánh cũng được tầm hơn nửa tháng rồi nha nè. Set đồ này cũng nói đánh tầm hơn nửa tháng như là quá đẹp nha nè. Rồi ok. Anh em theo dõi video đừng quên đó là cho lần thay đổi của Khải này một like chia sẻ hỗ trợ nữa mà. Đăng cánh tiền thổ lộ xuống đảo cho đỡ nó thọt đi mà. Rồi tầm này thì ổn trúng rồi đúng không? Rồi. Ok. Rồi kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mà. Đổi tên thành công nha mà. Bây giờ xuống đảo thôi. Máu 1k 2 giờ đang gọi là tương đối nữa mà. Hiện tại giờ thì mana tầm 5k là ok rồi. Khải cố gắng nâng cấp up thêm tập vòng vô ngã nữa là xong. Hello này mới vô nha.
giờ lên chăn em ạ, cho anh em lên xem cái bãi chăn luôn, bãi chăn Khải cũng đang quay quá rồi, mới này đi hủy luôn nè mà, không có giữ đâu, tốn chỗ chặt rương nè mà. Đúng rồi, bây giờ lên tiếp tục kệ đồ tiếp nè mày, hủy đồ, hủy hết, không có sai đâu, hủy hết chặt rương nè mày, tại vì ngày mai nó cũng hết hạn rồi, giờ không hủy thì ngày mai nó cũng hết hạn rồi nè mày, nhưng mà điều nó chặt rương mình nè mày, chặt rương nó bó đi, đỡ chi đâu. Cổ cây vũ khí 130 thì mình đỡ lại cho thằng em trong bang 130. Tầm này mấy cái đồ này nó bán cũng vài trăm xu nữa, nhưng mà cho đi nó không bao nhiêu nữa mà bán. Bán thì nói chung một khi đã bán là bán đồ nào trên vài kim, 5-7 kim, 2-3 kim rồi bán còn. Đồ không có gì hết, chẳng muốn bán. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video này. Và bây giờ chúng ta cùng lên bài tranh cùng tiếp tục bói đồ xuyên bằng đeo này mày. Đó, quốc tử là đủ không? Ngày nào quốc tử nè mày, cũng hơn mười mấy 20 bình lận nè mày. Hello nè mày vô nha. Ngày nào cũng xuyên bằng đeo nè mày. Đó, giờ xin mừng đêm, xin mừng đêm. Let's go, let's go. Đang chạy lên bãi nè mày. Cho anh em tham khảo sơ qua cái bãi chanh của Khải nè mày. Thiên thu lộ là đủ rồi nè em. Quá tử thiên thu lộ là đủ, quay quá là đủ rồi nè em. Đam là đủ luôn, đó. Cứ tới là dứt quá thì cứ đến là dứt quá thôi nè. Một lần cành đào chưa? Giờ đợi ướp cốc và tăng thêm chắc khoảng tầm 2 đến 3 điểm tàu vọng nữa. Nội lực hộ thân nó tiêu hao khoảng tầm 80% là đẹp nè. Còn 9 cốc là đẹp, còn 9 cốc, với cốc này còn 9 cốc là đẹp. Này phải tính ra vẫn thọt nha, thọt điểm ở trong phái 1 điểm nữa. Thọt này 1 điểm, tính ra thọt 2 điểm nữa mà. Thọt 3 điểm. Thọt 3 điểm, thọt 3 điểm kỹ năng. Nhưng mà không sao, cố gắng kể đến 9x bù lại nữa mà. Tại vì mình mắt móc thì một là mắt chống phái thì được 65 tóc, 65 tóc là phải lên cấp 80-90 mắt. Thì nó sẽ thiếu 2 tóc, thiếu khá là nhiều điểm. Rồi ok, tham khảo bài trang nha nè mày. Đó, ok bài VIP nha nè. Anh em theo dõi mới nhớ đỡ lại cho Khải lại trên hội cho em ơi. Và đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để theo dõi những buổi đánh tống kim của Khải em ơi. Ngày hôm qua thì đánh tống kim được top 6 em ơi. Và đỡ liệu ngày tiếp theo thì sẽ như thế nào, anh em cùng theo dõi những trận tống kim rất hay, rất là đông, mỗi bên lên đến hơn 400 mét cao. Ảt tay em ơi, sẽ vượt tay nha mọi người. Đây thông tin mấy chỗ em sẽ vượt tay hoàn toàn 100% em ơi. Anh em thử tải game tại trang nhiều game công thành chiến ngày xưa.com nha. Mấy chỗ hội ức thời trai nha. Và cùng tham gia những trận tống kim BK nảy lửa cùng với Duy Khải nha. Đó, ok luôn. Rồi, quá đẹp quá.